Hello mọi người, lại là mình đấy. Vui nè, đã thấy chưa? Ok, về clip của ngày hôm nay, như cái chủ đề là mấy bạn đã đọc là mình sẽ không cho Unni nữa. Tại mọi người biết sao không? Hôm bữa giờ á, mình tàn dí Unni đó, mình dí bé chạy vòng, mình cho bé. Vì thế bạn rất là khôn. Cứ mấy hôm nay á, tôi rủ bé vô quay clip là bé dí chân à, kêu là hôm nay ông cho tôi nữa đúng không? Vì thế là mình cho không được, không quay cho cái mất cái tên tím luôn á. Tới cái khúc này là mình biết chắc mọi người sẽ hỏi một điều là nếu mà không cho Unni nữa thì bây giờ mình sẽ làm gì? Trời ơi, yên tâm đi, mình là zombie play mà. Thì à, nói là nói vậy thôi chứ đôi lúc là cũng không biết quay gì cho mấy bạn xem hết. Có những ngày nha, mình dậy rất là sớm, như là dậy từ 7 giờ đó, mình ngồi mình suy nghĩ tới 10 giờ sáng xong trễ luôn. Nên là đăng clip toàn 1-2 giờ không à. Đây mình cho mấy bạn xem này, hiện tại nha, mình đang quay clip mà mình để cái bio á là không tê li. Mày tự nhiên là có cái bạn nào tê li mình à. Quay hiện tại mình biết bạn ấy đang ở đâu luôn nè. Một cái không có đúng không, hai cái, ba cái, ủa nó chạy mất tiêu rồi. Ủa ê ý mọi người ơi, mình vừa nghĩ ra một cái ý định là kiểu như là hơi bị sáng suốt luôn. Bây giờ mình sẽ đi troll, nhưng mà không phải là troll Unni, mà đó chính là troll những người bạn fan trên kênh của mình. Đây á mọi người, hiện tại là mình mới chạy qua nhà của mình nè. Thì cái màn troll lần này á, nó sẽ liên quan tới trong nhà. Bây giờ mình sẽ nói kịch bản cho mấy bạn dễ hiểu luôn ha. Nhà của mình đang bị khóa cửa, lát nữa mình sẽ mở cửa ra hết luôn, cho bất kỳ ai vô cũng được cả. Rồi à, xong sau đó thì làm sao? Sau đó là mình sẽ lấy thêm một cái ạc phụ của mình nữa. Và mình sẽ lấy cái ạc chính này để mình treo, để cho cái con nhân vật mình nó treo nó ngủ luôn á mọi người. Rồi sau đó mình sẽ mở cửa ra, rồi mình sẽ cầm cái ạc phụ kia mình đi quan sát thử là sau khi mà mình ngủ á, những cái bạn fan vô nhà của mình sẽ làm gì với mình, coi thử là cái nói xấu tôi hay không. Đó, mình không biết là cái màn troll lần này là cái troll được mấy bạn fan hay không, tại những cái bạn fan nó cũng theo dõi mình gì vậy. Hình như là tôi mới thấy ai chat hay sao á. Trời ơi, bạn Ngọc Thanh hai cái bang mà cứ mở cái gì mà 200 hộp ghê dữ trời. Ê, thì những bạn fan của mình xem clip của mình cũng thường xuyên nè, nên là cũng đã biết hết những cái cách troll của mình rồi. Nhưng mà hôm nay là mình hy vọng sẽ troll được nha. Nhưng mà trước khi mà chúng ta tới với clip của ngày hôm nay, mình phải quay kia mình trả kèo mini game cái thể đi thôi. Và đây là clip của ngày hôm qua, thì vẫn giống như thường lệ, tên của mấy bạn đã bình luận thì nó sẽ nằm trong cái vòng quay này. Bây giờ mình sẽ quay nha. Hôm nay là sẽ có một bạn may mắn nhất. Rồi xong, bạn Thảo Nghĩa bước 1 hoàn thành, bước 2 là tên, bước 3 là éo khó hồng ghi cho ghê vậy. Ui hỏi chịu rồi, bạn ấy ui dễ sợ luôn. Thì cái quan trọng nhất là kiếm tên của bạn ấy là tìm có hay không rồi mình mới tặng được không mọi người. Long Quy Thu Thảo. Có nha mọi người, level 9 luôn. Hình như là bạn này đang online nè, thấy cho bạn ấy một tim luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ vô tặng cho bạn ấy là cái áo Aricho nha. Chúc mừng em nhận giải nhé, anh sẽ gửi cho em là 22 thảo hoàng này. Ok, mình nghĩ là bạn ấy đang online chắc là thấy thư của mình á. Và tiếp đến là mini game của ngày hôm nay thì vẫn giống như thường lệ. Ê bạn ơi, đứng yên cho mình mượn cái thư đó nha. Sẵn thiệt luôn á mọi người. Thì mình vẫn sẽ tặng cho mọi người là những cái món quà trong thư. Nhưng mà có một cái là mấy bạn phải chọn những cái món quà mà dưới 22 thảo hoàng nha. Như là bạn hồi nãy chọn cái áo 22 thảo hoàng này. Mình nhớ không làm là ngày mai là chúng ta sẽ có một cái bản cập nhật mới. Vì thế là trong quà thư nó cũng thay đổi luôn. Để mình xem thử là ngày mai mà có những cái món quà gì mới mình sẽ tạo cho mấy bạn cùng chơi. Và những ai mà muốn tham gia mini game thì đừng quên là để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh. Nhớ là idol, đã thấy chưa? nhớ là bấm cái chuông nha mọi người. Bước thứ hai là bình luận tên. Bước thứ ba là mấy bạn hãy chọn giúp mình là những cái phần quà trong thư. Ngày mai là mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất nha mọi người. Còn bây giờ là chúng ta sẽ tới với clip chính của ngày hôm nay. Kiko, các bạn đây là hỏi này, nay có video không anh vui? Ê, sẵn tiện là mình cho bạn này luôn không ta? Từ từ nha. Sẵn đường nào cũng cho những bạn mà biết mình luôn. Từ từ. Đây, tôi cho được mọi người yên tâm đi. Cái gì vậy? Bạn đang bắt mở. Từ từ nha. Chịu lên xe. Đó, đúng rồi. Bờ luôn. Mình sẽ chát lên là ngồi đây đi nha. Rồi bạn ấy ngồi. Rồi tính ra là mình nói gì cũng làm theo hết. Mấy bạn phải nhớ nha. Những idol khác nói mấy bạn là mấy bạn hãy nghe. Còn mình nói cái gì là mọi người đừng có nghe nha. Giờ bạn ấy ngồi kia, giờ mình đi ra bờ lại da luôn. Ra bờ lại da luôn ha. Thấy không mọi người, hiện tại là mình đã xuất hiện trở lại. Nếu mà bây giờ troll nè, là mình sẽ ra kêu mình điện Unni vô troll chung với mình. Tại lâu lắm rồi bạn chưa có troll ai hả mọi người. Nếu mà bạn có troll là bạn cũng không có troll được tôi, tại tôi khó troll lắm. Vì thế bây giờ mình sẽ ra mình điện cho bẻ luôn. Bè này bé đang online nè mọi người. Coi thử cái chén bắt máy không, tại hôm qua tôi troll một dấu sợ luôn mà. Tính ra hôm qua mắt tinh tím luôn á. Bắt máy đi trời. Bắt máy đi. Hello. Muốn gì? Chào em nha. Muốn chào gì đó? Dưới đất có cây, trên trời có mây. Em ăn cơm chưa? Tôi không ăn. Không ăn luôn hả? Em đói luôn. Nhìn đói luôn sao? Rồi làm gì? Thì em ơi, nói nè. Sao? Thì anh điện cho em kiểu này là em biết đường nào anh cũng cho em đúng không? Tắt máy luôn. Ê không có. Nhưng mà hôm nay anh đâu có cho em đâu anh này. Ủa vậy sao xanh liền xanh lét vậy? Xanh liền xanh lét là cái gì? Không có, tự nhiên bên anh thấy cái mặt của em xanh liền. Ủa? Bởi di chuyển qua đây nha. Thì hôm nay là anh không có cho anh em nữa anh này. Thôi đi, tôi không tin. Đã, tôi lắc gì là anh này đang nói nha. Thì hôm nay là hai đứa mình sẽ vô đi cho những cái bạn fan đi. Cho fan hả? Này thấy không? Cái mặt của này là tôi kéo tôi xài giống. Ê! Không có gì đó. Thì bây giờ Unni vô đi có đi. Hôm nay anh vừa gửi ra một cái kịch bản hay lắm. Cho fan đúng không? Cho fan không có cho anh em. Không cho anh em nha. Ok, không có cho anh em vô nha. Ok. Vô liền qua đi có luôn. Gì vậy? Xong mình chưa nói xong luôn ha. Mày này bé giỡn mặt hết ta. Ê Vinh thôi.
Ê không có thúi nha, thôi nha, bớt giỡn nha, đừng có mới sáng sớm vô kiếm chuyện nha. Thôi chịu rồi, bữa nay nhái luôn mày. Nhưng mà hôm nay là anh cho dù em nói về là anh cũng không sao đâu. Bây giờ em nói thoải mái, hôm bữa giờ tại anh cho anh em hoài mà. Nói thoải mái luôn hả? Ừ. Cho em đi chơi với trai vậy. Ê giỡn mặt nha, đừng có giỡn nha. Anh có đi mà bước vô đây là tôi thấy mày mất cái tinh hồng rồi. Bây giờ cứ giỡn mặt nha, đi vô. Tinh hồng để vậy? Đi vô, đừng có giỡn mặt vậy. Hôm nay anh không có cho anh em đâu, nên là em đừng có giỡn với anh. Anh chắc chắn chưa? Chắc chắn, đi vô. Anh chắc chắn anh không cho em chưa? Anh chắc chắn hôm nay là anh hứa với mấy bạn là không có cho anh em, anh chỉ cho mấy bạn thôi. Hứa với mấy bạn không cho anh em, cho với mấy bạn. Thôi thì hứa với mấy bạn là không cho anh em, nhưng mà anh có quyền là cho được mấy bạn mà. Thấy cũng vui á. Ừ, thấy cũng vui đúng không? Bây giờ em vô đây, anh có cái này hay lắm nè, này. Vô đây. Chịu anh, chịu anh. À, thúi quá. Thúi rồi nè, thấy không, đã. Không được không? Chịu ơi, nè, bây giờ là Uni hãy nhìn cho kỹ nha. Nhìn cái gì? Nè, đó. Chờ anh xíu. Đó thấy chưa? Biết mà. Uni biết anh đang thu ghế lại để làm gì không? Làm gì? Để lát nữa anh sẽ đổ qua ngôi nhà khác đó Uni. Tại ngôi nhà này lát nữa là mình cho mấy bạn vô nhà. Để cái nhà này có đặc quyền cái là chạy xe được á. Anh sợ là mấy bạn sẽ lấy xe ra chạy lộn xộn thôi. À là mình đổ qua cái nhà 700 kim cương đi. Ừ, đổ qua nhà 700 kim cương hoặc nhà nào cũng được hết á. Ok, nhà anh nhà ông thì chờ á, thì đứng ngoài plaza mà có bạn nào lại bắt chuyện là coi như anh xong luôn á. Không có anh xong rồi này, chờ xíu. Trời ơi, bài này bé sơ hở là bé đi theo trai à. Rồi, việc tiếp theo mình làm ha, bây giờ là mình sẽ ra mình đổ lại ngôi nhà gì ta. Mình lấy ngôi nhà đảo bầu trời đi. Tại lâu rồi mình chưa quen ngôi nhà này á mọi người. Với lại nhà này là mấy bạn sẽ không dùng xe được đâu. Đã vì thế là mình nghĩ rất là ok luôn. Vô. Anh xong chưa vậy? Chưa, hiện tại ngôi nhà này chưa có cái gì hết đâu này. Bây giờ anh phải đặt ra nữa nè. Lâu lắc quá. Không có, ngôi nhà này có sẵn hết rồi. Rồi xong rồi ngu ơi, Uni á. Vậy? Anh lỡ em bấm luôn ngôi nhà mới này rồi. Rồi xong. Trời ơi, này anh chơi ngu rồi này. Hồi trước là cái nhà đảo bầu trời này á, anh có xây dựng là những cái ghế cho những bạn fan á, mà nãy em bấm lộn mà tải lên ngôi nhà mới luôn. Nên là giờ không có gì hết đâu này. Trời giờ sao? Bây giờ Uni tin lên anh đi. Có kích nữa không vậy? Trời ơi, nãy là anh sửa nhà thôi chứ anh đâu có kích em đâu. Mà mấy mốt sửa nhà là phải nói em chứ. Lên đây lẹ. Thôi chịu rồi đó, bây giờ ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Lát nữa nha, anh với em sẽ chơi một cái trò chơi mà kiểu như là anh sẽ lấy cái ạc chính của anh treo. Em cũng lấy cái ạc chính của em treo luôn nha. Rồi sau đó là anh sẽ mở nhà ra hết. Rồi hai đứa mình sẽ lấy cái ạc phụ vô đó. Và xem phản ứng của những bạn fan sẽ như thế nào mà sau khi mình thấy hai tụi mình ở ô này. Dạ hai đứa mình sẽ lấy hai cái ạc chính để chính giữa luôn. Không, để chính giữa gì, bên đây nó có sẵn tôi rồi kìa, YouTube ô này thơm kìa. Ôi, mọi người làm gì hả? Ừ, đúng rồi. Uni nghĩ là Uni biết kết quả rồi đó. Thôi, bây giờ thì anh cũng chưa biết được cái điều gì hết. Bây giờ hai đứa mình sẽ chuyển qua ạc phụ nha. Ok. Đi thôi. Thấy không mọi người, hiện tại là mình mới nhảy qua ạc phụ nè. Ủa, Uni đâu Uni? Uni đang chơi cái ạc từ từ nha. Uni thơm. Uni thơm hả? Tên có cái tự gì không? Không, Uni thơm có hai chữ M. Ê, có nè. Anh gửi các bạn kia thấy chưa? Tên gì vậy? Tên Hù á. Ok, để lát nữa là mình sẽ lấy cái ạc này mình chè trộn vô ạc chính của mình. Uni đâu? Đây Uni đây nè, tại vì nếu như mà Uni lấy cái ạc Uni ít play là mọi người sẽ biết á. Ừ đúng rồi, đúng rồi, Uni thông minh nè, hôm nay Uni quá là thông minh luôn. Đúng rồi, cái này là Uni không có chơi, cái này để chỉ cho anh thôi, còn cái ạc Uni ít play là Uni đầu tư luôn rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ạc của Uni thơm với lại ạc Hù kết bạn với cái ạc chính của mình nha. Hiện tại là cái ạc chính của mình đang bỏ trong nhà nè. Uni gửi các bạn cho anh đi, Yumi play á. Ok, em gửi rồi đó. Uni thơm, đây. Một đứa. Đây, bây giờ anh sẽ vô cái của em rồi xong rồi anh bấm vô trên anh luôn. Ê, chấp nhận yêu cầu các bạn uống cái gì vậy? Ok, được thôi, chấp nhận luôn. Bây giờ là việc của hai đứa mình á. Từ từ á, anh sẽ quay cái ạc chính của anh mở là chỉ dành cho bạn bè nè. Rồi bây giờ hai đứa mình tili đi luôn này. Tili cái Yumi á hả? Ừ, Yumi play á, tili vô. Ok. Đó, bây giờ là hai đứa mình chạy lên nè Uni. Bây giờ tụi mình đứng ở đâu cho không bị phát hiện đi. Ủa, cái ạc chính của em đâu? Trời ơi, bà nhà bà báo. Bé không có biết cho là gì mọi người. Nên đời nào bé cho được mình đâu. Bây giờ em lấy cái ạc chính vô. Em đứng bên chỗ Uni thơm kìa. Đó. Rồi di chuyển lên. Đúng rồi. Đúng rồi, chạy lên, chạy vô. Chịu rồi. Rồi, bây giờ em để đây nha. Em bấm điện thoại này, đứng ngay chỗ cái bảng này luôn. Bấm điện thoại hả? Ờ, bấm điện thoại ra. Ừ, đứng vậy nha. Rồi, bây giờ anh sẽ quay cái ạc này. Anh cũng, ê, nhưng mà trước khi mà mình cho cái kiểu gì vậy? Thằng Sinh. Cái Sinh ra đâu? Thằng Sinh hả? Đúng rồi. Giỡn mặt nè. Giỡn mặt hả? Sinh ơi, anh xin lỗi nha. Anh đang làm clip cho anh chút xíu đi.
Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái bay ô như thế này để cho mấy bạn vô nhà của mình nha. Đó, anh đổ rồi ô này. Nè, mấy bạn sắp ao vô. Rồi bây giờ là anh sẽ mở ra hết bất kỳ dạ luôn. Quay cái app phụ của mình hủy hết các bạn đi. Hủy luôn bay và like, ok hủy rồi. Hủy luôn nha, hủy luôn nha. Từ từ anh ơi, trốn. Bây giờ anh xỉu, anh quên lại cái chính, anh bấm vô cái điện thoại hả? Rồi anh chính bấm điện thoại, bây giờ nấp nha. Bây giờ ô này đừng có đi theo anh, chia radio này. Ok, mỗi người một nơi nha. Ồ, vậy bộ anh đi xuống dưới đi, anh chạy anh lại. Hả? Đó, rồi, ok rồi. Ê, mấy bạn lấy điện thoại ra chụp hình quá trời luôn kìa. Ừ, từ nha, mày cái nít hù đó không biết, nhưng mà ông này sợ cái nít ông này thơm này bị phát hiện quá à. Từ ông này cứ đứng nấp đằng sau đó nha, anh đánh lạc hướng mấy bạn này rồi. Đây, ông này sẽ đứng kế bên nít chính của ông này luôn. Ê, mấy bạn đang chọn quá trời luôn kìa đây. Ủa, sao anh em đọc dữ à? Em không biết. Ờ, xong rồi, kiểu này tôi đi rồi, mọi người tôi ra chung kè tôi chơi mọi người. Đó, ông này sẽ giả bộ thì làm fan để chụp hình luôn nè, thấy không? À, ghê vậy, anh sẽ giả bộ anh làm fan để chụp hình luôn. Thông minh mà. Đúng. Vậy tụi mình đứng im, tụi mình không nhắn gì hết đúng không? Ừ, ở chịu rồi. Chịu rồi, anh vô chụp hình, chứ chụp hình. Vô chụp hình, chịu rồi. Ê, tính ra là hai người hiện tại là đang ngang nhau luôn kìa ông này. Sao mà kiểu trai gái phân biệt rõ ràng quá vậy? Này. Thằng xin vô. Hồi nãy thằng xin có thấy hai đứa mình không ta? Không sao đâu, thằng xin nó không biết đâu. Thằng xin nó không biết hả? Hồi nãy ăn kích ở đây luôn nè. Nãy anh kích nhanh lắm, không sao đâu. Ủa bạn kia cầm con biết chạy vô xe. Chịu ơi, chạy qua bên này. Sao em không chạy qua phía bên anh? Chun con này nè, con này nè. Đâu? Này nha. Đó. Cho mình chụp với chị Uni đi. Chịu ơi. Đây, để anh. Mọi người nhí ra cho mình chụp với. Đó, xong rồi chạy xuống. Anh vừa nghĩ ra một cách, đó chính là gì Uni biết không? Hả? Anh sẽ lấy cái ăn này, anh chửi thằng Dương Bi. Ấy được á. Từ từ nha. Đây, anh gặp cái bạn này nè, bạn Thảo Nhi này. Dạ, ông này cũng lấy ăn này, ông thì chửi luôn. Ờ, dạ, ông này chửi anh hả? Đúng rồi, này là cho anh mấy bạn thôi. À, bạn là fan Dương Thể. Anh trách lên kìa. Này mới trách lên thấy không? Đó, vậy anh ti Dương Bi ra đây cho 50 thỏi. Đó, tôi anh ti nè. Ê, sao hai đứa mình có kết bạn với nhau? Xóa. Ủa này xóa đi ông này. Ôi chịu rồi. Anh ti Dương Bi đây. Ờ đúng rồi. Ủa này cứ vậy nha. Ok. Đi đi spam nè. Mình sẽ thích làm cái bút tức chọn em kìa ông này. Vậy? Thấy chưa? Hình như là nó chưa biết là em. Đúng rồi. Bây giờ em cứ vậy cho anh đi. Nè, đó. Gì vậy? Dương Bi thú vậy có gì đâu mà fan suốt ngày cho Uni tội nghiệp thôi chịu ơi. Rồi xong Uni rồi, kiểu này là xong Uni rồi. Đó, vậy là gì vậy, 50 nè. Sao dí quýnh em dữ vậy? Ôi, ly này. Bây giờ mình có một cái này cũng hay lắm nè mọi người. Mình sẽ ghi lên nha. Đó, trả lên. Vô ghế đi, anh đập tên. Rồi vô. Nhưng mà anh không có bỏ đủ sốc về cái ghế này. Lẹ dữ, ấy ông này vô luôn. Ờ, ấy cũng vô luôn nha. Anh vô anh chờ đọc thơ luôn. Anh lấy cái hàng hù này anh đọc thơ luôn nè. Đây, bạn đầu tiên là bạn Tina nè, bạn đây là bạn... Chịu rồi, bữa hôm đi quay đi, giờ đọc tên này đọc tới sáng luôn á. Di di di, ơ di ghê vậy, ơ con Yến nha, ơ di, ơ con phù thủy nữa. Thôi chịu rồi, chán này nữa. Anh là Jun nè, đó, thấy chưa, anh là Jun nè. Lì. Uni đúng rồi, Uni ghi lên, Jun chảnh chẹ ghi lên, đúng rồi. Đó, em cứ ghi vậy hoài luôn á. Ok, thì sẵn tiện mấy bạn ở trong nhà của mình, bây giờ là mình sẽ cho mấy bạn ấy lên TV thêm một lần nữa nha. Thì sắp tới là hè rồi mọi người, nên là những cái bạn nào rảnh thì có thể là vô nhà của mình chạy lên TV hết luôn. Đó, đây là tất cả là 60 bạn trong nhà của mình nè. Trời ơi, từng bạn nha. Tại bây giờ đọc tên nó lâu quá mọi người. Bây giờ đọc từng tên là nó không được. Vì thế là mình sẽ kéo xuống một lần luôn ha mọi người. Mình sẽ kéo chậm nhất có thể. Đây thằng xinh này hồi nãy nó mới vô nhà của mình kích luôn nè. Trời, fan cứng của vua nữa. Ghê chứ hả? Wow. Ủa này ơi, hình như là anh nghe mấy bạn nghỉ hè hết rồi đúng không? Đúng rồi, mấy bạn nghỉ hè rồi. Wow, ở trong nhà của mình hiện tại lúc nào tuy là không có mở tiệc đâu mọi người, nên là lúc nào nó cũng full khách hết. Và đây là 60 bạn trong nhà của mình nè, mình đã cho mấy bạn thấy tên hết rồi ha. Rồi còn bây giờ thì sao, còn bây giờ thì chắc là clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi nha mọi người. Thì hôm nay mình để thử lòng những cái bạn fan vô nhà của mình sẽ làm gì, nhưng mà không có làm gì hết. Ừ, mấy bạn ấy vô cái em rồi hú quá trời luôn. Ok, còn bây giờ thì bye bye, hẹn mọi người ở clip tiếp theo nhé. Bye bye. Yubi chảnh chọe thôi chịu rồi, đó bà kia mới còn ghi là Yubi chảnh chọe đó.